Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm qua thì em làm cái video chúng ta nói về sát trùng chuồng trại để chúng ta nhập heo rồi, nhưng mà nó bị lỗi video cho nên là em không đăng được. Nên ngày hôm nay em sẽ làm lại cái video này, chúng ta nói về những cái bước cơ bản thôi, còn cái sâu xa về cái nguyên tắc này kia thì chúng ta nói sau. Và hiện tại thì em đang đứng ở cái trang trại gà, đây là khu chăn nuôi gà, bởi vì con heo của em thì xuất hết rồi. Thì cái cách thức chúng ta sát trùng chuồng trại gà nó cũng tương tự như con heo. Tuy nhiên thì con heo của chúng ta cái cần cái vấn đề nó an toàn sinh học cao hơn con gà một xíu, bởi vì cái liên quan đến cái dịch tả heo châu Phi. Nhưng khi nói về chăn nuôi thì bất kể con gà, con vịt, con heo, con bò, bắt tất cần tật những con gì chúng ta đã nuôi thì chúng ta cũng cần phải an toàn sinh học. Và cái bước đầu tiên để mà giảm chi phí chăn nuôi, giảm cái dịch bệnh trong chuồng nuôi thì chúng ta phải nhắc đến cái sát trùng. Cho nên ở đây cái sát trùng nó có rất là nhiều dòng, bà con chúng ta xài rất là nhiều loại. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ lại một số loại sát trùng và những cái nguyên tắc mà chúng ta làm ở trong chuồng trại. Chúng ta phải làm sao cho nó đảm bảo cái bước đầu. Người ta nói là đào xuôi thì đuôi lọt, cho nên là chúng ta cần phải cái bước đầu tiên, cái sạch sẽ về cái môi trường và kể cả cái bản chất trong chuồng nuôi của chúng ta, tức là vi khuẩn, virus, những cái tồn tại chúng ta đánh bật đi thì trong lứa nuôi đó chúng ta sẽ an tâm hơn. Và ở đây thì khu 4 trang trại gà liền kề mọi người. Thì mỗi trang trại gà này chúng ta tính bình quân cho 10.000 con. Hiện tại thì một trại vô rồi, tiếp tục chúng ta sẽ vô thêm. Thì sau này chúng ta chia sẻ thêm. Đây là ship lim. Đây, trùm con gà. Đây. Đây, thì đầu tiên khi bước vào trang trại chúng ta nhìn cái xung quanh này. Chúng ta thấy người ta dọn rất là sạch sẽ. Vôi rồi này kia, rất sạch sẽ rồi. Thì chúng ta nói những cái bước cơ bản thêm. Đây là chủ trại. À, thì bây giờ hiện tại trong này thì chúng ta có anh Lim ảnh chuyên về cái vấn đề sát trùng, cho nên là ảnh sẽ góp thêm những cái chính xác hơn. Tuy nhiên thì như thường lệ thì chúng ta cũng mượn video cũ chúng ta thông báo về thông tin giá cả thị trường hơi trong ngày hôm nay, ngày 30/8/2024 cho bà con của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta cũng đánh với thị trường hơi tại khu vực miền Bắc. Giá heo trong ngày hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới. Thị trường tiếp tục giao dịch phổ biến ở cái mức là 64-66.000 đồng một ký. Mức cao hơn cũng có nhưng mà khó bán. Thương lái cho biết thì một số công ty rục rịch nghỉ lễ khiến lượng heo bán ra có chiều hướng tăng. Tuy nhiên thì do nguồn cung heo dân vãng giữ cái giá heo miền Bắc lình xình đi ngang. Đến với thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ Lợn Hà Nam, thì lượng heo về chợ ngày hôm nay vẫn đạt ở mức là 2.500 con. Giao dịch thì chợ giao dịch trung bình với giá heo đầu là 69-70.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua. Mức phổ biến vẫn ở mức là 65-66.000 đồng một ký. Hàng chân từ 60.000 đồng một ký trở lên và tồn lại khoảng vài trăm con. Như vậy thì tình hình giá heo tại khu vực Bắc của chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang. Vẫn chưa có sự sôi động về giá khi người ta cũng tranh thủ bán ra để nghỉ lễ. Cho nên chợ chúng ta thấy vẫn về tương đối nhiều và vẫn còn tồn hàng lại. Và cụ thể thì giá heo công ty CP tại miền Bắc trong ngày hôm nay ngày 30/8/2024 tiếp tục đi ngang ở mức giá là 66-67.000 đồng một ký. Heo dân tại Thái Bình hiện tại đang giao dịch ở mức giá là 64-66.000 đồng một ký. Bắc Giang thì giao dịch ở mức giá là 65-66.000 đồng một ký. Giá này cũng ngang bằng với giá heo tại khu vực Hà Nội của chúng ta. Như vậy thì khu vực miền Bắc của chúng ta heo công ty CP lẫn heo dân cũng đi ngang so với ngày hôm qua. Tình hình vẫn tiếp tục đứng ở mức cái mốc 64-66.000 đồng một ký. Công ty CP thì mức 67 thì tương đối là em nghĩ là dành cho một số heo đẹp. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì giá heo cũng không có sự biến động mới trong ngày hôm nay. Thị trường thiếu vắng các trợ lực tăng giá ở cả cung và cầu giữ mặt bằng giá tiếp tục đi ngang ở mức là 60-65.000 đồng một ký tại miền Trung. Và như vậy thì hiện tại giá heo ở miền Trung của chúng ta vẫn chưa rơi khỏi mốc 60. Thì đây là cũng một cái tin vui mọi người. Bởi vì miền Trung là cái nơi mà chúng ta thấy cái nguồn heo tương đối là dồi dào. Kể cả là tiêu thụ thì hầu hết là phải nhờ trợ lực của miền Bắc hoặc miền Nam. Cho nên là hiện tại chúng ta thấy vẫn đi ngang trên cái mốc 60 trở lên. Thì chúng ta cũng nên vui với thời điểm này. Và cụ thể thì giá heo công ty CP trong ngày hôm nay tại khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục đi ngang ở mức giá là 67.000 đồng một ký. Nam Trung Bộ thì giao dịch ở mức giá là 63.500-65.000 đồng một ký. Giá này không thay đổi so với ngày hôm qua. Heo dân tại Nghệ An tiếp tục đi ngang ở mức giá là 63-65.000 đồng một ký. Bình Định giao dịch ở mức giá là 60-62.000 đồng một ký. Khắp thấp nhất khu vực và khu vực Đắk Lắk tiếp tục đi ngang ở mức giá là 60-63.000 đồng một ký.
tình hình là tiếp tục đi ngang, chưa có sự biến đổi về giá. Tại miền Nam thì cũng như khu vực miền Bắc và miền Trung, thị trường vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ khi tình hình tiêu thụ vẫn tương đối chậm chạp. Thì mặc dù là heo cam và heo tái dự kiến là về lại từ ngày 5 tháng 9 tới đây, nhưng do đồng rít của Campuchia và đồng baht của Thái Lan, tức là cái giá trị đồng tiền mọi người, cái tên đồng tiền, xin lỗi mọi người, cùng tăng giá mạnh nên là giá quy đổi về cửa khẩu có thể tăng lên. Thì với cái thông tin này chúng ta cũng hiểu là người ta đang muốn nói rằng thì với cái giá thông tin là đồng tiền đang bị đẩy giá thì khả năng heo cam và heo thái về Việt Nam chúng ta sẽ tương đối khó khi khi giá nó sẽ tăng lên. Và có lẽ đây là cái tình hình liên quan đến cái chính trị ở hai cái nước Campuchia và Thái Lan đó mọi người. Nhưng cái này thì chúng ta không liên quan đến chính trị nên em không bình luận thêm. Đến với thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân tại thành phố Hồ Chí Minh thì rằng sáng nay lượng heo về chợ gần là 5.000 con, giảm hơn 150 con so với ngày hôm qua. Giao dịch tại chợ thì sức mua tại chợ khá yếu. Giá heo đầu phiên lình xình quanh cái mốc 70 đến 73.000 đồng một ký tùy theo loại heo. Cuối phiên chợ rất còn là 65.000 đồng một ký trở lên. Cộng với giá heo đầu phiên đạt dưới 82.000 đồng một ký, kéo giá bình quân toàn phiên ngày hôm nay đạt quanh 71 đến 72.000 đồng một ký đối với heo xô, quanh cái mốc 75.000 đồng một ký đối với heo khá. Thương lái lại tiếp tục khó có lời. Và cụ thể thì giá heo công ty CP ngày hôm nay tại khu vực miền Đông tiếp tục đi ngang ở mức giá là 64.500 cho đến 66.000 đồng một ký. Còn tại miền Tây thì giao dịch ở mức giá là 65.000 đồng một ký. Heo dân tại Đồng Nai ngày hôm nay giao dịch ở mức giá là 62 cho đến 64.000 đồng một ký. Tiền Giang thì giao dịch ở mức giá là 63 cho đến 64.000 đồng một ký, cao hơn Đồng Nai 1.000 đồng đối với giá dưới. Bến Tre thì giao dịch ở mức giá là 62 cho đến 64.000 đồng một ký. Như vậy thì heo dân lẫn heo công ty tại khu vực miền Nam của chúng ta cũng tiếp tục đi ngang trong ngày hôm nay. Và đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày. Cùng bây giờ chúng ta sẽ đến với một số thông tin về giá heo mà anh chị đưa lên kênh trong video ngày hôm qua ở các địa phương. Đầu tiên chúng ta có thông tin từ anh Sơn Dương, báo là Kim Bảng Hà Nam. Anh bán heo năm sao biển 135kg với giá 65. Anh Tuấn Thái Bình bán được 64 với biển 120kg. Anh Nhiên Đình thì báo miền Bắc khu vực Thanh Sơn Phú Thọ, anh căng được giá 64 cho biểu 100kg trên con. Như vậy thì chúng ta thấy là khu vực miền Bắc của chúng ta cũng tương đối là giá hạ khi một số anh em bán hàng hoạch ở mức giá 64 cho đến 65.000 đồng một ký. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi của chị Phạm Thị Lân Dạ Lan. Chị hỏi là có ai biết giá bỏ cày bắt giá bao nhiêu không? Thì trả lời câu hỏi này có một nickname là yêu em, trả là 60, giá 62 nha bạn. Và cũng trong câu trả lời này là có anh Phùng Thanh Thuận báo là từ 59 đến số 2 thì theo đẹp peso. Thì như vậy chúng ta thấy rất là vui. Anh Nguyễn Văn Chuyên thì báo Hậu Giang heo đẹp 63. Thì anh Phong Nguyễn có hỏi là Hậu Giang ở huyện nào? Anh trả lời là Long Mỹ. Những câu hỏi, những câu trả lời như thế này mọi người, nó làm cho em đọc em cảm thấy rất là vui. Bởi vì em cảm thấy là anh chị chúng ta có liên lạc lẫn nhau, chúng ta có sự giúp đỡ lẫn nhau, tạo cho em đứng bên ngoài. Nhưng mà em cũng cảm thấy vui lây. Em hy vọng rằng chúng ta có sự trao đổi để nắm thêm thông tin, giúp cho nhau nắm được cái thông tin nó tốt hơn. Thông tin đến từ chị Trầm Thị Mỹ Phương muốn kết bạn. Chị báo Duyên Hải Trà Vinh giá 62. Chị Đầu Cao thì chị báo là bánh trai chị mới bán được giá 60. Tiếp theo là một nickname không tên, báo Trà Vinh hiện tại có giá 62.000 đồng một ký. Và thông tin cuối cùng đến từ một bạn có nickname không tên, giá là ngã năm Sóc Trăng được giá 62 biểu cho 110. Và anh Dung Nguyễn Dung cũng có bình luận là cảm ơn khán giả bình luận. Thì ở đây em cũng thay mặt anh cũng như em một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã đồng hành, chúng ta bình luận lên kênh về giá cả thì bà con của chúng ta cũng như em nắm được nhiều hơn những thông tin tại các địa phương khác nhau. Một lần nữa thì em hy vọng kênh của chúng ta cũng tiếp tục phát huy như thế này và em cũng cố gắng hết mình. Ngày nào em có thông tin về giá, ngày nào em có nói chung là có thêm những câu chuyện chăn nuôi thì em cũng cố gắng đưa lên kênh để bà con chúng ta nắm rõ hơn, nắm nhiều hơn, chúng ta chăn nuôi thành công hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện mà chắc trùng, kể cả là con gà hay con heo. Thì ngày hôm nay em sẽ có một anh ảnh rành về dược hơn, anh sẽ phụ em trong video này. Thì bây giờ em sẽ nhờ anh Liêm, ảnh chuyên về cái dược kháng sinh rồi đấy. Anh sẽ giới thiệu cho chúng ta một số cái cách thức sát trùng và cái loại sát trùng. Đầu tiên thì cách thức để anh Liêm.
cái thuốc sát trùng hiện nay đang xài đó là nó gồm bao gồm từ 7 hoạt chất, trong đó nó có cái amoni bạc 4 này, ba cái aldehyde cộng thêm với lại một cái chất gọi là chất làm ướt và một chất là chống ăn mòn kim loại. Cho nên là cái này cũng một cái lời một những cái sản phẩm thuốc sát trùng gọi là rất là tuyệt vời. pH của thuốc sát trùng này nó từ 6 đến 7, cho nên vấn đề mà ăn mòn kim loại nó rất là ít, nó không mà giống như những cái thuốc mà có cái độ pH thấp. Bởi vì thuốc mà khi thuốc sát trùng mà có độ pH mà thấp á, thì khi pha với nước mà có ngậm canxi á, thì thường nó sẽ bị kết tủa. Nó kết tủa như thế thì nó làm mất đi cái hoạt tính của thuốc sát trùng. Đó là một yếu tố mà các nhà chăn nuôi hiện nay là không có, có biết. Cộng thêm á, là amoni bạc 4 là một cái dạng gọi là xuyên làm mỏng và xuyên qua màng tế bào để cho các cái gốc aldehyde nó xuyên qua. Nó xuyên qua như thế thì nó sẽ diệt vi khuẩn virus quanh nấm và rất là tốt. Cái chất mà cái chất làm ướt á, chất làm ướt là mục đích của nó là để cho nó giữ lại cái aldehyde á, giữ cái aldehyde cho cái aldehyde nó không bay hơn. Bởi vì thực ra chúng ta đang xài những gốc aldehyde chẳng hạn như là thành phần aldehyde trong này là nó có cái glutathione aldehyde này, glycosan với formaldehyde, thì những cái này khi xịt á, thì trong vòng cả 1-2 phút là nó bay hơn hết rồi. Cho nên buộc gốc cồn nó gốc cồn buộc là chúng ta phải có một cái chất gọi là chất làm ướt để giữ lại. Bởi vì nguyên tắc để mà xuyên qua được màng vi khuẩn nấm virus á, thì chúng ta phải đủ thời gian làm ướt. Bởi vì thời gian là thường là 12 đến 15 phút. Nên nhiều khi những hộ dân nuôi họ không có biết là xịt thuốc sát trùng này là như thế nào, cái đặc tính lý học của nó thế nào, hóa học của nó thế nào. Nên là họ sẽ xịt nó không có thuốc, nó không có hiệu quả. Cộng thêm với một cái chất nữa là chất chống ăn mòn. Bởi vì chống ăn mòn ở đây rất là tuyệt vời. Bởi vì chống ăn mòn khi chúng ta xịt lên hệ thống chuồng chúng ta mà có kim loại á, thì chất chống ăn mòn này sẽ bảo vệ cái lớp kim loại, chẳng hạn như là đường uống hoặc là hệ thống ống đường ăn, hệ thống đường ăn và hệ thống có kim loại thì nó sẽ bị ăn mòn bởi cái axit. Cho nên mà thuốc sát trùng chúng ta phải biết là nó có cái bảng MSDS á. Khi mà cái bảng MSDS này là họ sẽ báo cho chúng ta biết là bên trong nó có cái gì, pH nó bao nhiêu và cái tỷ lệ pha nó như thế nào. Thì thường tỷ lệ pha của thuốc sát trùng hiện nay là thường là 1:50 cho đến 1:200, nhưng mà chúng ta xài những loại thuốc sát trùng thường là giá rẻ thì nó sẽ tỷ lệ pha nó sẽ thấp. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ xịt thì chúng ta cũng tốn chi phí khá là cao ở cái việc mà tính toán cho một cái quá trình để mà tẩy trùng chuồng trại. Thì trong quá trình mà sát trùng chuồng trại thì nó có tới 4 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm sạch các cái chất bẩn hữu cơ ở dưới nền chuồng, chẳng hạn như là trong chuồng gà chúng ta sẽ có cái thành phần là phân của lứa gà trước để lại, trong chuồng heo cũng thế. Vì vậy mà chúng ta sẽ dùng bằng cách là rửa bằng nước sạch, sau đó chúng ta sẽ dùng sút hoặc là xà phòng ấy. Thì pH của nó là rơi khoảng 13 chấm. Thì cái sút xà phòng này chúng ta xịt xong làm ướt các cả các nền chuồng và các cái thành chuồng cũng như là các cái nền, để chi để khi mà cái chất hữu cơ nó sẽ bị rã ra bởi sút. Sau đó ngâm 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó tiếp theo chúng ta sẽ rửa sạch bằng nước lạnh. Mà cái xà phòng đây nó dễ hơn sút. Nhiều lúc bà con thì có người mua được cũng không, thì xà phòng thì tỷ lệ pha là một ký trên 50 lít nước, để chúng ta dùng cái máy rửa xe chúng ta bắn dưới nền chuồng rửa để cho ngâm đó. Ngâm xong thì chúng ta 2-3 tiếng hồ sau chúng ta sẽ xịt lại bằng nước lạnh để rửa sạch, xong để ráo chuồng xong chúng ta sẽ dùng cái thuốc sát trùng dùng thuốc sát trùng xịt xong là chúng ta để ráo chuồng, và trong cả một ngày sau chúng ta sẽ dùng những cái thuốc mà chẳng hạn như gốc để trị côn trùng. Chẳng hạn các bạn có thể thấy là cái thuốc côn trùng mình xịt trong đại là nó sẽ chết như thế này. Đây là những cái con bọ đen mà nó rất là nhiều ở trong cái đại gà, thường ở trong đại gà rất là nhiều. Thì buộc những cái con này mặc dù là không gây hại cho con vật nuôi của chúng ta, nhưng nó là những cái con mà mang trùng ở cái lứa gà trước nó còn lại. Thì những con này khi chúng ta xịt thuốc sát trùng thì sẽ không bao giờ chết được, nhưng mà nó sẽ nằm ở trong hang ngóc ngách của những cái kẻ tường á, thì nó sẽ trồi lên lại, và nó là bản thân của nó là đã mang trùng từ chẳng hạn những cái thương hàn, Eury, dịch tả hay những cái thứ gì liên quan đến gây bệnh đến gà, đến heo, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ mang, và chúng ta di dịch nó đi. Lúc này chúng ta diệt đi là sẽ tránh đi một tình trạng là vết to lai của trong trại. Ở đây em nói thêm một xíu là hiện tại thì em đang xài cái canh này để làm bung phân đó mọi người. Nó cũng như là xúc và là xà phòng đấy.
Hiện tại chúng ta xịt cái này trước, cái này của công ty Phú Thịnh ta cung cấp. Xịt cái này trước để làm rã phân ra. Chúng ta ngâm khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Thì sau đó chúng ta dùng cái máy nén cao áp chúng ta xịt. Đấy, như chuồng trại của em đã làm sạch sẽ như thế này đấy. Chúng ta xịt hết rồi chúng ta là lấy xà phòng hoặc là cái canh này cũng được, không thì chúng ta lấy xà phòng. Chúng ta rửa nền chuồng, chúng ta chà xuống nền chuồng, chúng ta lại ngâm như anh Liêm nói cái đầu video. Còn đây là cái thuốc sát trùng dần xịn của một là công ty Tân Tiến, hai là công ty Phú Thịnh đây người ta cũng cung cấp. Chúng ta hòa ra nó màu đỏ thế này. Đây là chuyên để dùng bên ngoài trang trại diệt các loại virus khó trị và kể cả là virus ái ghép tức là châu Phi đấy. Xong rồi thì chúng ta quét vôi, rồi chúng ta lại xông thuốc tím và phát môn để cho các cái ngóc ngách nó cũng tiêu diệt hết các mầm bệnh. Vôi khi vôi chúng ta dùng tiếp vôi. Theo, bước tiếp theo. Chúng ta dùng vôi, vôi là chúng ta sẽ pha loãng và quét lên nền chuồng để chúng ta vừa khử đi một cái lớp mà gọi là cái chất bẩn mà khi nó còn sót lại. Thì vôi nó giải quyết vấn đề này là bằng cách là chúng ta quét lên nền chuồng các cái trụ và các cái thành chuồng. Tức là chúng ta không được tuyệt đối là không được dùng vôi khô. Vôi khô khi mà vôi khô như thế thì chúng ta rải xuống này nhá. Thì khi mà thả gà vào á thì gà sẽ bớ tráo lên và cái vôi bột này nó sẽ con gà nó hít vào nó gây bỏng cái niêm mạc đường hô hấp và con gà nó sẽ khẹt. Và nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe đường hô hấp của con gà con lúc mới về. Vâng, đó là sau đó bước cuối cùng mà chúng ta rải tráo thì ở đây cũng như con heo thôi. Thì chúng ta làm những cái bước như vậy thì sao mà chúng ta có thể bỏ heo vào. Để em giới thiệu sơ là đây là con gà mà đang gia công bên Fago mọi người. Thì anh Liêm anh sẽ giới thiệu sơ về con gà luôn. Sẵn nhân dịp chúng ta đang ở trại gà để chúng ta biết sơ, tìm hiểu sơ về con gà ấm như thế nào, kháng sinh như thế nào, sơ bộ để chúng ta tìm hiểu thêm thôi. Cái này tìm hiểu thêm. Thực ra để một con gà con mà chúng ta ấm khỏe mạnh đó, thì cái vấn đề yếu tố đầu tiên là yếu tố sạch bệnh trên con giống. Hiện nay chúng ta nếu chúng ta chọn nuôi thì chúng ta sẽ chọn những công ty giống mà có uy tín và có cái bề dày sản xuất giống. Sau đó chúng ta sẽ khi vận chuyển gà về thì chúng ta cho nên cho gà uống điện giải glucose, bởi vì trong quá trình vận chuyển thì con gà nó sẽ bị mệt. Trong khi đó là trước khi vận chuyển thì đã tại nhà máy ấp thì họ đã làm vaccine break, cho nên một số con khi về trại là nó có tình trạng gọi là bị vận chuyển, quá trình vận chuyển nó sẽ bị mệt và đi bẹt chân, cho nên chúng ta sẽ bổ sung điện giải và glucose để con gà phục hồi. Sau đó khi gà uống được nước rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho ăn sớm, bởi vì cho ăn sớm nó rất là có lợi cho đường ruột của con gà, bởi vì nguyên tắc của nó là trong quá trình gà nở chúng ta sẽ có những con nở sớm và những con nở muộn. Chẳng hạn như chiều hôm nay 7 giờ bắt đầu gà nở, sáng mai 5 giờ sáng mai mới xong một cái lô nở như thế. Thế thì có những con nở những lúc 7 giờ tối hôm qua để đợi đến ra cái ngày ra gà ngày sáng ngày hôm sau thì những con nở sớm nó sẽ bị đói và dường như nó rất là mệt. Vì vậy mà chúng ta cho ăn sớm để kích thích cái đường ruột của con gà tốt hơn và bổ sung năng lượng cho con gà trong quá trình mà con gà đã ở chuồng. Nhiệt độ ban đầu khi về ở trại thì các bạn có thể biết là 33 độ. Nếu mà gà trọng lượng gà để mà nuôi tốt hiện nay đối với những dòng gà như Minh Dư thì trọng lượng nuôi khoảng cỡ 40 gram trên một con là trọng lượng tương đối tốt. Còn những cái con mà dưới 35 gram, 31, 32 gram thì những con quá nhỏ thì nó sẽ rất là yếu. Bởi vì những trứng đó là trứng của những con gà so. Thì con gà so thì các bạn phải ấm nhiệt độ cao hơn, khoảng 34 độ. Sau đó mỗi ngày bạn sẽ giảm dần một độ. Trong quá trình ấm thì chúng ta sẽ đảm bảo là vấn đề thoáng khí. Thoáng khí để gì? Để cung cấp cái lượng oxy đủ cho gà đó, trong quá trình đó là cái quan trọng nhất á, trong cái ấm gà. Mặc dù là đảm bảo nhiệt độ nhưng mà chúng ta phải đủ oxy để cho con gà phát triển tốt, tạo độ chắc tốt hơn và sức khỏe của đường hô hấp con gà tốt hơn. Thì vấn đề đầu tiên của những ngày đầu của con gà chúng ta có thể chúng ta biết là con gà nó sẽ không có tự điều tiết được thân nhiệt. Vì vậy mà chúng ta sẽ bổ sung nhiệt bằng cách là bật những cái bóng ấm hoặc là những hệ thống máy sưởi. Như thế để cho con gà nó cấp đủ nhiệt để trong quá trình 5 đến 7 ngày cái lòng đỏ nó sẽ tan đi và con gà nó sẽ khỏe mạnh hơn. Như thế là để tạo cho con gà có những, bởi vì trong giai đoạn mà 10 đến 14 ngày giai đoạn này chúng ta làm vaccine cho nên con gà nó sẽ cần cái lượng dinh dưỡng nè, độ chăm sóc nè, nhiệt độ nè. Vì vậy mà bà con chúng ta hay lưu ý một điều là cái mật độ để ấm là cũng là một vấn đề. Nhưng mà tùy theo mùa, chẳng hạn như mùa mưa thì chúng ta sẽ quan sát cái việc mà cái bóng điện của chúng ta mà nếu mà gà nó chậm lại quá nhiều thì chúng ta thấy là điều tiết nhiệt
Nếu mà nuôi quy mô lớn á, thì chúng ta nên bố trí một cái nhiệt kế auto để ngay chỗ cái đầu gà để dây, để khi nhiệt độ nó có tăng hoặc giảm thì chúng ta sẽ điều tiết cái nhiệt độ đúng và đủ cho đàn gà khi bị ấm trong vòng 14 ngày đầu. Thì cái độ dài của tráo cũng là một cái cần thiết chứ. Ừ. Vì độ dài của tráo chúng ta có thể đủ tráo từ 5 đến 7 chúng ta có thể để khoảng cả 2 đến 3 lóng tay là đẹp rồi. Như thế này là chúng ta đo được cái độ trấu. Bởi vì trấu trong mùa mưa rất là cần. Bởi vì mùa mưa các bạn có thể thấy là cái ẩm độ trấu rất là nhanh, bởi vì nó sẽ hút ẩm vào. Vì vậy mà chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ đảo trấu, hai là chúng ta sẽ bổ sung thêm trấu mới để cho trong quá trình mà ấm nó sẽ không bị có giống như gọi là bị ăn lót cái lườn của con gà nó bị thiếu lông. Khi mà cái nền chuồng nó ẩm á, thì cái lông gà nó sẽ bết đi, bết lại và nó rụng cái lông ức. Nên khi ấm con gà lên, con gà không được khỏe. Mà thường những cái bài như thế là rất là dễ bị hô hấp, bởi vì cái ẩm độ rất là cao. Ok, rất là tuyệt vời. Thì lâu lâu chúng ta ở bên con heo nhiều rồi, chúng ta nghe con heo nhiều. Thì nguyên tắc nó con gà nó cũng vậy thôi, nó khác một xíu thôi. Còn nguyên tắc thì giống nhau hết. Ấm nhưng mà phải thoáng. Cũng phải ăn cho được. Ăn ít nhưng mà ăn nhiều lần. Thì đường ruột tiêu hóa nó sẽ ổn định hơn. Nước nông đầy đủ, thuốc kháng sinh phải có trong những ngày đầu tiên. Cái đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta làm trên con gà và cái cỡ con heo. Trong quá trình ấm gà thì chúng ta tránh dùng những cái kháng sinh chẳng hạn như là của nhóm Oxytetra hay nhóm Falofagramfenicol. Bởi vì riêng nhóm Oxytetra thì chẳng hạn như là Oxytetra, Tiracilin hay là Doxy thì chúng ta nên hạn chế dùng trên gà con. Bởi vì quá trình nó sẽ ức chế hấp thu canxi trong giai đoạn gà con. Còn cái kháng sinh Falofagramfenicol thì hạn chế dùng trên gà con. Bởi vì Falofagramfenicol nó sẽ gây tăng tiết dịch mật ở gan và làm cho cái gan hoạt động quá tải. Thì vậy là điều đó nó không tốt cho gà con. Okay. Chúng ta sẽ dùng những loại kháng sinh như nhóm chẳng hạn như là Amoxicillin kết hợp với lại Colistin, hoặc là chúng ta dùng cái Enrofloxacin kết hợp với lại Colistin. Chúng ta uống trong vòng 5 ngày. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung hệ men để cho đường ruột con gà khỏe hơn, hoặc là chúng ta sẽ bổ sung sớm cái dạng là axit butyric. Riêng axit butyric hiện nay trên thế giới mình có 3 công nghệ, đó là công nghệ muối hóa, công nghệ bọc lipid và công nghệ cuối cùng hiện nay thế giới đang sử dụng đó là công nghệ ST hóa. Khi ST hóa như thế thì chúng ta sẽ không bị mất đi khi gà uống vào ở dạ dày. Nhưng mà khi mà cái axit butyric này xuống ruột non, nó sẽ được cái men lipase ở tuyến tụy á, cắt nhỏ ra, giải phóng ra. Thì lúc này là nồng độ axit butyric ở đường ruột gà con rất là cao. Rất là tốt cho cái việc mà bổ sung hệ vi lông màu, vi nhung màu của đường ruột. Chúng ta có thể thấy là bài gà rất là đẹp và đều. Bởi vì nhiệt độ ấm hiện tại là 32 độ, ngày thứ tư 32 độ. Nhiệt độ này nếu nóng quá thì chúng ta có thể kéo bạc xuống để cho nó sẽ giảm nhiệt trong chuồng, cộng thêm nó là cái độ thoáng khí nó tốt hơn. Bây giờ đang quay video lúc này là bây giờ là 10 giờ. Nhiệt độ đang là 33 độ. Là nhiệt kế. Nhiệt độ bên ngoài trời là 33 độ, trong chuồng ạ. Trong chuồng 32 độ, giảm 1 độ. Ok. Đây là gà con được 4 ngày tuổi, chúng ta có thể quan sát được là cái chân của gà khi mà ốm trong ngày thứ tư, nếu mà chân gà nó mập mà nó bóng như thế này là ok. Cái hậu môn của gà là không dính bếch phân. Chúng ta có thể nhìn thấy này, như thế này là ok. Đấy. Mắt gà thì có thể chúng ta nhìn thấy là mắt gà nó sáng và cái con gà sẽ vận động rất là tốt, lông cánh có thể bắt đầu xuất hiện, bắt đầu lông cánh rất là dài thế này rồi. Đây. Bạn có thấy là nhìn cái mặt gà này, lông gà, rồi nhìn cái hậu môn của gà là không có dính đít. Lúc này thì chúng ta mới đánh giá là được ruột con gà này là đang rất là tốt, không có vấn đề về dính đít, về vấn đề về bệnh tiêu hóa trên gà. Đấy. Vâng, và đó là cũng những cái chia sẻ thêm của anh Liêm, rất là cảm ơn anh. Thì chúng ta ở bên cũng heo nhiều rồi, chúng ta cũng mọi người thấy kháng sinh chúng ta xài cũng tương đương giống lẫn nhau thôi, vẫn là móc colic hoặc là móc Enro Colistin. Thì đó là những cái những ngày đầu, tức là khi những ngày đầu là chúng ta lo về đường ruột đó, về vấn đề thở hay khẹt thì chúng ta tính sau, bởi vì chúng ta lo về cái đường tiêu hóa trước cho con vật nâu.
thì sau đó chúng ta sẽ ổn hơn. Và hy vọng qua video này thì chúng ta hiểu thêm về con gà, hiểu thêm về cách sát trùng chuồng trại để chúng ta chăn nuôi nó hiệu quả hơn, an toàn hơn. Thì một lần nữa thì em cũng mong rằng bà con của chúng ta sẽ giữ gìn được cái bầy heo, tức là giữ gìn an toàn sinh học, giữ gìn sức khỏe để chúng ta chăn nuôi nó tốt hơn. Hy vọng sau này chúng ta làm thêm về con gà thì em sẽ giới thiệu thêm những cái vấn đề phía sau. Bà con sẽ hiểu thêm về kháng sinh, hiểu thêm về cách chăn nuôi, chúng ta có thể xử lý được nhiều vấn đề hơn. Đó là cái hy vọng. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa thì chúc bà con sức khỏe và chăn nuôi thành công.